Xin chào tất cả các anh em nha. Video nằm giới thiệu của anh em tham gia một chương trình này góp nhận 35 đô tốc cần có kèo là KCB Network các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả mình dưới video mình mở tên em start chatbot các bạn. Mình sẽ nhận được 291 tốc cần KCB nè các bạn. Một tốc cần KCB 0.12 đô các bạn, bấm join cho góp. Bạn thông cảm mà máy mình quá là lag. Đúng. Sau khi bạn John chào iGroup, có nhiệm vụ đầu tiên bạn John nhấn chat nhấn trả lời nè bạn. Ôi là... Rồi bạn John chào các bạn. Tôi này quá tờ. Rồi tiếp tục cũng follow kênh trả lời nè. Rồi các bạn đáp lên. Tiếp tục từ Winter, các bạn follow like và từ Quýt nè. Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like nè các bạn. Các bạn tự quyết là bây giờ game nha các bạn. Test lại thôi. Rồi bạn bắt up lên. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vô đây follow minimum các bạn. Up fan nè. Rồi bạn bấm vô đây follow rồi bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi tiếp tục cũng bạn submit detail. Đâu rồi. Rồi tôi đã bấm run nha bạn. Hoa tợ mấy cái mạng lát. Thì bằng cả username tại Twitter các bạn. Thì tại Twitter các bạn vào mở tại Twitter của mình ra. Bạn vào trang cá nhân của các bạn vào 3 gạch cùng các bạn chia sẻ. Các bạn sẽ chết kết nha bạn. Dán lên. Tiếp tục thì bạn gửi đường link minimum các bạn. Bạn nào không biết lấy username thì xem là những video mình hướng dẫn lấy username của ta các bạn. Đi đường link. Rồi bạn gửi post mà. Mạng quá lát các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB xem hát chen với chocolate các bạn. Thì các bạn gửi địa chỉ chocolate của mình ra. Các bạn copy địa chỉ BNB xem hát chen này. Rồi bạn gửi đáp lại. Các bạn gửi địa chỉ post này. Tiếp tục con John vào kênh iGroup này các bạn bấm đón nha các bạn. Mạng lắm. Nói có follow từ quýt chờ inbox hơn bấm Z nha bạn. Tiếp tục bạn bấm vào setting để kiểm tra tài khoản của mình nha các bạn. Ui là tài bộ gì đâu. Ok mình như vậy các bạn chỉ việc lên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân. Kính chào video hôm nay cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.